bữa cơm tối bà mến cầm cái chổi đót nhẹ nhàng quét nhà ông tự ngồi trên ghế đang nói chuyện video với con gái nó là sinh viên năm cuối trường đại học sư phạm hà nội hỏi thăm bố mẹ vài câu nó nói thêm bố à chủ nhật này con phải ở lại ôn thi nên không về nhà được bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhá ừ chăm học là tốt nhưng con đừng thức khuya quá cào lại bị ốm trên đấy một mình không có bố mẹ bên cạnh là khổ lắm đấy biết chưa? Tiếng con bé cười khanh khách, bảo bố mẹ yên tâm. Rồi nó nói, bố, cho con gặp mẹ một chút. Đưa máy cho bà rồi, ông tự ngồi trầm ngâm mãi. Cuộc đời ông hiện lên như một giấc mơ kỳ lạ. Hình như bao nhiêu đau khổ cùng cực của con người đều đổ hết cả lên đầu ông. Rồi những nỗi oan khuất ở đâu cứ ập đến. Để có lúc, ông tự phải chắp tay mà kêu trời. Nhưng tiếng của ông thì nhỏ, mà trời lại cao quá nên không thể thấu được. Nay ông đã tới tuổi gần 60, cuộc đời đã không còn hà khắc với ông nữa rồi. Vợ chồng ông đang sống trong căn nhà khang trang, con gái của họ đã trưởng thành, tất cả mọi biến cố trong cuộc đời ông chỉ như vừa mới hôm qua thôi. Nghe dân làng kể lại, trước đây bố mẹ ông nghèo lắm và cả hai đều mất sớm khi ông mới hơn 10 tuổi. Họ hàng cũng toàn người nghèo nên không ai muốn nhận cậu bé mồ côi về nuôi tự sống lay lát một mình trong gian nhà tranh lụp sụp. Những ngày đầu, có vài người, bữa cho lưng cơm, lúc củ sắn luộc, giờ phút sợ hãi nhất đối với tự là khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Chỉ cần một tiếng xào xạc của chiếc lá chuối khô cũng làm cho nó giật mình. Đang thiêu thiêu ngủ, tiếng con thạch sùng kêu trên mái nhà cũng làm cho nó thức giấc ngồi bật dậy. Nó khóc gào, gọi mẹ trong đêm tối. Nhưng khi dừng lại, chỉ thấy tiếng dế kêu di di ngoài cửa sổ, tiếng con vạc ăn xương quác lên thẳng thốt. Tự ngồi thu người lại vì sợ và không dám ngủ tiếp. Cứ như vậy, phải tới hơn một tháng sau, nó mới quen dần với cuộc sống một mình. Tự không được tiếp tục đi học như chúng bạn. Sáng ra, nó tới chợ, chia cái bát sắt thủng, đứng ăn xin. Nhưng ngày ấy làm gì có tiền? Nhiều người cho nắm gạo, kẻ cho bóc ngô còi. Tan chợ. Nó lách thách ôm chiếc túi cước nhầu nhĩ đứt quay về nhà. Vào bếp, lôi cái thúng mê rồi đổ mọi thứ xin được vào đó. Đây rồi, một cái bánh rơi xuống sau cùng. Nó vội vồ lấy. Nhanh tay bóc mấy lớp vỏ bằng lá chuối đã được luộc chín. Bột bánh màu xám hiện ra thơm mùi sắn tàu. Nó khẽ cắn một miếng. Vị bùi vàng ngọt tan trong miệng làm cho cơn đói của nó vơi đi. Trưa nắng, nó đầu trần ôm cái chậu nhôm bẹt đít lội xuống rãnh làng bắt ốc nửa chiều nó đội lên đầu người ướt sũng lấm lem bùn đất bước về nhà đói quá nó xuống cầu ao tắm rửa qua loa rồi cho ốc vào nồi nhúng tí nước muối rắc lên trên sau đó ra ngoài vườn vơ lá khô vào trong bếp ngồi đun ngọn lửa cháy to làm cho nó ấm người lại một lúc sau nước trong nồi sôi trào ra khiến cái vùng bập bùng kêu lách cách mùi ốc chín bốc lên thơm phức tự lấy que đời bếp sỏ vào tay vung nhấc ra. Tay nó gập lại hai cuốn lá chuối khô, rồi bắt cái nồi ốc đổ ra rổ tre. Nhanh như cắt, nó chạy ra vườn bẻ chiếc gai bòng to, mang về khều ốc ăn một cách ngon lành. Ốc thì ăn ngon rồi, nó nhốt cua trong chậu định bụng sáng mai, đem ra chợ bán lấy tiền. Hôm sau khi trời vẫn còn sương, nó bê chậu nước, lụt cụt trên đường làng. Bỗng nó nhìn thấy vật gì trước mặt, vội cúi xuống. Thì ra là hai bó rau cải của ai làm rơi Nó nhặt lên rồi đi tiếp Tới chợ đầu làng Nó bước vào hàng tôm cá Chưa kịp đặt chậu cua xuống Bất ngờ có bà chạy đến chỗ nó quát Thì ra là mày Rõ ràng tao đếm đi đếm lại Hai chục bó rau Mà đến đây chỉ còn mười tám bó Cái loại không có người dậy nên ăn cắp phải không Vừa nói bà ta rằng phát hai bó rau Làm cái chậu trên tay nó đổ ụp xuống những con cua như được giải phóng, bò lùm ngùm rất nhanh. Tự không kịp phản ứng gì, nó ngồi thụp xuống, hai tay vồ lấy vồ để. Nhưng cua đã bỏ đi lung tung khắp cả. Nó bật khóc. Cháu không lấy cắp là cháu nhặt được ở mé đường lang. Lúc này mới có người tới nói: Cua bỏ đi hết rồi, rõ khổ thằng bé. Nhà cô ác quá đấy. Nhớ đâu mình làm rơi thật thì sao? Bà còn bênh à? Loại nó. Bố mẹ chết lâu rồi, ai dạy đâu mà trả trộm cắp? nó quệt nước mắt vác cái chậu không đi về bên tai vẫn văng vẳng tiếng người đàn bà quát tháo trong chợ một thúng rau dây chẳng cẩn thận nếu có rơi thì tôi phải biết chứ chỉ có nó ăn cắp lúc tôi đi bộ để dắt xe vào chợ thôi tự vẫn khóc nó thầm nghĩ từ nay có nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đường mình sẽ không bao giờ thèm nhặt kể cả là bụng có đói đến chết vào mùa cuối năm nó vác cái cuốc đã lỏng cán và chiếc bao nhỏ ra đồng mót khoai. Góc nhà của nó đổ đầy khoai to nhỏ. Nó chọn những củ sứt sát ăn trước, còn củ lành thì xếp trong ngầm giường để dành. Có một lần nó chạy theo châu, nhật giúp khi người ta đang cày để dỡ khoai và được họ cho khá nhiều củ con. Nó mừng lắm, vắt cái bao nặng lên vai, tay xách cuốc rồi đi về. Đến đầu xóm, lũ trẻ đang thả diều, thấy nó thì kêu. Thằng tự bới trộm khoai chúng mày ơi Nhiều lắm Không phải người ta cho tớ đấy Ngay tới đây cả bọn dấn vào Kéo cái bao từ trên vai của nó xuống Nói láo Ai cho mày mà nhiều thế được Chỉ có quốc trộm ngoài đồng thôi Cái bao bị kéo rơi xuống đường Tự ngã chúi Tí nữa thì vập mặt vào lưỡi cuốc Những củ khoai lớn nhỏ bên trong Bị đổ ra tung tóe Bọn trẻ thích chí Đùa nhau dẫm lên Làm cho tất cả bị gãy nát chảy hết cả vỏ. Tự đứng trơ ra, chỉ biết khóc. Lũ quỷ kia chỉ cười ha hả trước mặt nó. Bốc ném xuống danh đi chúng mày ơi, cho nó chữa cái tội ăn cắp nhá. Lúc này như không chịu được nữa, tự dơ cái cuốc lên và hét. Tao bổ vào đầu cho chúng mày chết bây giờ. Cả bọn hò nhau chạy, miệng không ngừng kêu toáng lên. Thằng tự, thằng tự đánh người kìa, làng nước ơi. Lũ giặc con chạy đi hết rồi, tự ngồi xuống vơ những miếng khoai đã gãy vụn bỏ vào bao thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt nước mắt khiến cho khuôn mặt nó nhem nhuốc từng vệt dài tự nhặt sạch sẽ không còn sót một miếng khoai vụn nào nó lặng lẽ khoác cái bao lên vai rồi bước về nhà trong lòng vẫn ấm ức vì sự việc vừa rồi tại sao không có ai tin mình mồ côi đâu phải là lỗi tại nó mà do lỗi bố mẹ nó bạc mệnh thôi cuộc sống này quá bất công nó đã chịu khổ nhiều lắm rồi. Cứ như vậy, nó sống lủi thủi trong gian nhà tranh rột nát. Nhưng được cái trời phú cho sức khỏe, không khi nào nó bị ốm đau. Chắc vì nó đã quá dạn dày với xương với nắng. Có những ngày mưa kéo dài, không đếm được chút gì vào bụng. Đậu ngồi bó gối trên chiếc giường xà gỗ cú ký. Dưới nền đất, vũng nước như ngoài sân, vì nhà rột. Cái bụng đói cuộn lên từng đợt, réo ào ào. Lúc này nó không mong ước gì hơn ngoài được một bát cơm cháy hay củ khoai sống là cũng cảm thấy ngon lắm rồi nghĩ tới đây nước miếng nó ứa ra mắt mũi tối sầm lại vì đói tuy nghèo nhưng chưa bao giờ tự dám lấy trộm của ai thứ gì nhiều lúc đi qua vườn táo sai đóng chóc trên cành hoặc mua vải chín từng chùm thò cả ra đường làng trong bụng thì đói miệng thèm nhỏ dãi nhưng nó chỉ nhìn rồi bước qua nuốt nước bọt ừng ực duy nhất có một lần tự ngồi gặm lại của lũ chuột mấy quả chuối chín ngoài bãi vậy mà nó bị ăn trận đòn như tử nhớ đến hết cuộc đời hôm ấy cũng như mọi ngày trưa nắng nó đội cái chậu bẹt lên đầu định đi mò nhưng lần này nó ra tận khu bãi đất chuyển đổi nơi có những vườn cây ăn quả rộng mênh mông bên cạnh là thùng vũng tốt ngập bèo và rau muống cuối năm nước cạn nơi này có rất nhiều cua ốc tự cũng đã lớn hơn vài năm trước nên nó không chỉ mò mẫm ở một cái rãnh ven làng tự chui qua vườn chuối tốt um của nhà nào những tàu lá xòe rộng che kín cả ánh nắng mặt trời nó thích thú cầm cái chậu vung vẩy vừa chạy vừa huýt sáo bỗng chân nó vấp phải một cây chuối đổ vắt ngang và hự nó ngã chuối đầu xuống cái chậu văng ra một chỗ cả khuôn mặt nó đập vào thứ gì đó nhầy nhụa mát lành lạnh mùi chua lòm bốc lên khắp người nó tự lùm cồm bò dậy hai tay sờ lên mặt, thì ra là buồng chuối đổ xuống, đã chín từ bao giờ. Nhiều quả bị chim hay chuột khoét nhăm nhở, vỏ thâm lại và đang chuyển mùi. Nó lấy tay áo quệt lên, rồi ngồi bẻ từng quả còn lại, gặm ăn ngon lành. Đang hí hưởng nhai từng miếng chuối, chín thâm thối dở, bỗng nó nghe tiếng quát. To gan, ban ngày ban mặt, mà dám vào vườn trộm chuối à? Thảo nào cả tháng nay, không được buồng nào ra, tao dình mày lâu lắm rồi. Hôm nay thì mày chết với tao, hết đường cãi. Tự run rẩy đứng lên, trong miệng vẫn còn miếng chưa nuốt hết. Mặt mũi vẫn đang dính chuối khi bị ngã. Nó chưa kịp nói câu gì, thì người đàn bà khi ấy lao vào. Đoạn túm lấy mớ tóc vàng khe bu su của nó. Bà ta nghiến răng rít lên. Mày đã chặt bao nhiêu buồng chuối của nhà tao? Nói mau. Cháu, cháu không chặt, cháu không ăn trộm chuối. Rất lời, nó liền bị ăn mấy cái vả rất mạnh Môi nó vập vào hàm răng Một dòng máu tươi từ đó bắt đầu chảy xuống cằm Bà ta lôi nó sành sạch Tay chỉ vào những cây chuối bị chặt đổ rồi nói Nhìn đi Những cây này vừa bị chặt đấy Nhựa vẫn chưa khô Không mày thì ai vào đây Có buồng chín tao chưa kịp mang về Mày dám ngồi mà hốc ngon lành thế à Nhưng đó là những quả bị chuột ăn Cháu chỉ gặm lại thôi Nó đang thối dở rồi đấy ạ à? Nghe nó cãi Mụ đàn bà càng nổi cơn điên Cầm ngay hôm nay ta cho mày hết cãi luôn chợt nhìn thấy cái chậu nhôm của tự lăn lóc gần đấy mụ vớ lấy và cứ thế quật liên tục vào người nó không ngớt tự không thể chạy vì tóc của nó bị bàn tay mụ ta túm chặt dường như nỗi đau đớn không thể chịu đựng được thêm nữa nó hét lên trong tiếng khóc ngắt quãng cháu biết tội rồi bà tha cho cháu từ nay cháu xin chừa tiếng nó thất thanh van xin không ngớt mụ đàn bà vẫn còn bồi cho nó mấy cái dáng thật mạnh vào người sau đó đẩy nó ngã sóng xoài trên đám đất cổ ghề mụ chỉ tay vào mặt nó rít lên còn trộm cắp nữa bà cho mày đi gặp thằng bố con mẹ mày luôn biết chưa kể từ hôm đó tự không dám bén mảng tới gần khu bãi nữa cặp ai trong làng cũng cảm thấy sợ không làm cách nào khác nó lân la tới các quán ăn xin được dọn dẹp và chỉ cần được ăn chút cơm thừa nó bắt đầu biết đi làm thuê có lần người ta gọi nó chặt cây dọn vườn người thì bảo đào đất sẽ rãnh dẫn nước nó vui lắm và làm rất chăm chỉ mỗi lần như vậy nó lại được ăn một bữa no sau đó nhà chủ sẽ cho nó mấy đồng mang về rồi tự lớn lên mỗi ngày nó đi làm thuê không thiếu việc gì miễn là có tiền tự đội đất cát đổ vào vườn hoặc bốc gạch lên xe đến chở phân ra ngoài đồng nó đều làm tất Bố mẹ mất khi nó mới đang học giờ, đang lớp 4. Chữ nghĩa không biết nhiều, nhưng các con số trên tờ tiền nó nhận rất rõ. Không biết từ bao giờ, ở vùng quê này có tục lệ là sau khi người chết đã chôn từ 3 đến 5 năm, phần mộ ấy sẽ được đào lên. Sau đó người ta dùng nước thơm đun từ bồ kết nướng hoặc hoa hồi để làm sạch sẽ phần xương cốt, rồi xếp vào một cái tiểu sành để đưa sang phần mộ mới. Việc làm đó được gọi là cải táng sang nhà mới cho người đã khuất vào cuối năm thời tiết hanh khô nhiều gia đình bắt đầu lo công việc bốc mộ trước đó người ta phải đi xem ngày đẹp giờ tốt rồi mượn thầy về thắp hương cúng tạ đất sau tìm thuê một đội đến đào và một người tắm rửa hài cốt cũng vì trong một tháng chỉ có vài ngày đẹp nên nhiều đám sẽ trùng ngày nhau đã vậy trong vùng chỉ có một thợ duy nhất nhận làm việc này cho nên nhiều người chạy vậy không biết thuê ai. Ở trong làng cũng có một gia đình đang dục dịch, tính chuyện sang cát cho người nhà. Con cháu trẻ đôn chạy đáo khắp nơi mà vẫn chưa tìm được người nhận làm. Đang lúc lo lắng thì có một bà lên tiếng, "Này, thử hỏi thằng Tự xem, chắc là nó làm được đấy." Mọi người thoáng nghĩ đến Tự, nó là người hiền lành thật thà. Trước giờ ai nhờ việc gì là nó sẵn lòng giúp miễn là có tiền, nhưng Tự còn ít tuổi quá, chưa có kinh nghiệm liệu nó có đảm bảo được việc này hay không. Đây là một việc rất quan trọng nên mọi người trong gia đình cần phải được bàn bạc. Nhưng không còn cách nào khác, lịch của thầy cúng và người nhận làm đã kín, họ đánh liều đến nói chuyện với tự. Ngày xong nó ngồi im rồi một lúc mới nói. Việc gì cháu cũng có thể làm, nhưng cái này cháu chưa nhìn trực tiếp bao giờ nên sợ không hoàn thành tốt được. Người đó nghe vậy liền nói. Chỉ cần cháu nhận lời các bác sẽ hướng dẫn, vậy có được không? Thế là kể từ đó, cứ vào dịp cuối năm, tự lại đi khắp nơi để làm bốc mả cải táng. Công việc tuy không nặng nhọc, nhưng phải làm một lúc 11 hoặc 12 giờ đêm. Và chỉ có nghĩ đến thôi, người ta đã thấy rùng rợn hết cả người rồi. Nhưng bụng đói, thì đầu gối phải bò. Mỗi lần như vậy, sẽ kiếm được một ít tiền. Cho nên nó cảm thấy rất bình thường. Có lần gặp nhà nào khá giả dễ chịu, Họ không những trả thêm tiền mà còn cho rất nhiều quà, đôi khi là cả quần áo, giày dép và đồ ăn vặt. Có tiền tự mua che luồng và ngói xi măng về nhờ người thay mái nhà. Từ đó nó không còn phải chịu cảnh trong nhà như ngoài sân, mỗi khi trời mưa nữa, mùa lạnh tự đã có chăn bông đắp và quần áo ấm để mặc. Nó dự định sẽ tiết kiệm mua một chiếc xe đạp để mỗi lần đi làm xa không phải đi bộ hoặc chờ người nhà người ta đến đón. Thoát cái, tự đã trở thành chàng thanh niên thực sự. Nước da đen chùi chũi vì suốt ngày đầu trần dưới đường trời nắng mưa. Nhưng được cái nó có đôi mắt sáng và hàm răng rất tươi. Tuy vậy không mấy khi người ta nhìn thấy nó cười. Từ nhỏ, tự đã không có bạn bè. Hoàn cảnh của nó khiến cho người ta không muốn gần gũi. Cho nên cả ngày nó im lặng như cái bóng. Chỉ tới lúc đi làm khi nghe mọi người sai bảo hoặc hỏi tới nó mới cất tiếng trả lời. Và nay, tới tuổi trưởng thành, nó vẫn không có một người bạn để tâm sự lúc buồn vui. Cái nghề làm thuê thì hay rong ruổi khắp nơi. Một lần đi làm xa, nó quen cô gái tầm tuổi nó, khá xinh, nhưng cô ấy bị dị tật, một bàn tay không xoẻ hẳn ra được. Lần đầu tiên trong đời có một cô gái chịu nói chuyện với nó. Kể từ khi ấy, tự như người đổi khác, nó vui vẻ phấn chấn hẳn lên. Thỉnh thoảng lại đạp xe tới nhà cô bạn chơi và nói chuyện. Cô bé ấy tên là Mến, bị dị tật bàn tay từ nhỏ. Các ngón tay lúc nào cũng trụm lại và cầm nắm mọi vật rất khó. Bọn trẻ con trong làng quen gọi là cô Mến khèo. Tuy vậy Mến được cái nết rất ngoan và chịu khó. Dù không lành lặn nhưng cô vẫn thường xuyên giúp bố mẹ việc đồng việc nhà. Bàn tay phải làm mọi việc nhanh thoăn thoát. Khi muốn xúc đất, bàn tay trái cô vẫn ôm vào cán cuốc và làm việc bình thường qua một thời gian làm bạn hai đứa đã hiểu và rất thương nhau tự mạnh bạo xin phép bố mẹ của mến về chuyện của hai đứa biết hoàn cảnh của tự bố mẹ mến cũng ái ngại nhưng nhìn bàn tay con mình thì đành chấp nhận họ nghĩ thôi thì nồi lành úp vung lành nồi méo úp vung méo vậy thế rồi mến đã về sống chung nhà với tự sau một đám cưới giản dị nhưng đầm ấm đầy tình yêu thương hai vợ chồng rất chịu thương chịu khó hàng ngày họ lăn lộn làm mấy xào ruộng hết mùa tự đi làm thuê làm mướn cuối năm tới mùa khô anh lại có dịp đi kiếm tiền dù không dư giả nhưng họ đã có bát cơm no và một mái ấm thực sự nhưng hình như ông trời cứ thích trêu ngươi đôi vợ chồng trẻ ấy khó khăn đã ập đến với họ từ khi mến phát hiện mình mang bầu cô ốm liên miên không thể đi làm được một lần tự chở vợ đi khám thì bác sĩ nói vợ anh bị hở eo thấp dạ con nếu không cẩn thận rất có khả năng không giữ được đứa bé thế là hàng ngày mến chỉ nằm trên giường hạn chế đi lại đôi khi phải gác chân lên cao hơn đầu một chút mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay của tự và một việc quan trọng nữa đó là vợ anh phải tốn khá nhiều tiền thuốc tự lại vất vả ngập đầu hàng ngày anh đi làm từ tờ mờ đất đến tối mịt để kiếm tiền gia đình nhà vợ cũng thương con gái nhưng chỉ giúp được phần nào. Anh muốn đi vay tiền để chữa trị cho vợ con nhưng không ai muốn giúp bởi họ nghĩ cho vay rồi anh móc đâu ra mà trả người ta đây. Thế là anh phải bán chiếc xe đạp duy nhất trong nhà để lấy tiền mua thuốc cho mến. Chỉ một thời gian ngắn mà tự gầy hốc hác, đầu sù ra, nhìn chồng mến thương đến trào nước mắt. Tự làm ngày làm đêm, vừa nuôi vợ bầu, vừa lo cách nào để dành được ít tiền cho đến khi mến sinh con. Anh nghĩ vất vả cũng chưa thể bằng những tháng ngày cùng cực nhất trong cuộc đời mình. Đó là cảnh mồ côi khi bản thân mới hơn 10 tuổi. Anh đã phải tự lo kiếm sống, đói rách đến run người. Có những lúc trường trừng không sống nổi qua ngày. Những khổ đến mấy, đói rét đến mấy thì tự cũng chịu đựng được. Còn bây giờ, nếu không có tiền thì tính mạng của con anh sẽ bị đe dọa. Thế là anh xoay như trong chóng, lo đi làm bất kể nắng hay mưa. Vì tình trạng đặc biệt của mẹ bầu, nên tới lúc thai kỳ được 8 tháng, Mến đã sinh con. Một em bé gái nặng hai cân rưỡi ra đời. Khi bác sĩ gọi anh vào đón con, dù đang rất mệt, Mến nằm trên bàn đẻ, cố gọi chồng. Anh bế con lại đây, cho em nhìn nó một chút. Mến yêu cầu anh cho mình xem chân tay của con bé. Khi nhìn thấy con mình lành lặn bình thường, cô mới thở vào và khẽ mỉm cười. Thì ra trong lòng cô vẫn canh cánh lo một điều. Khi sinh ra nó sẽ giống mình, có dị tật. Nhưng con gái cô hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy thiếu tháng nhưng rất may em bé không phải nuôi trong lồng kính. Ba ngày sau, mến được về nhà, tự lại bắt đầu lao đi làm như thiêu thân. Tuy vất vả, nhưng gia đình ngập tràn hạnh phúc bởi có tiếng trẻ con trong nhà. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, anh về nhìn thấy con gái ngày ngày lớn thì vui lắm quên cả mệt mỏi một tuần sau khi sinh mến tranh thủ lúc con ngủ thì tự giặt rũ và dọn dẹp nhà cửa vì thương chồng vất vả tới bữa cô đi vo gạo nấu cơm người ta nói bà đẻ thường hay rỗng ruột nên ăn khỏe chả biết có đúng không mà lúc nào bụng cô cũng thấy đói nhưng nghĩ đến chồng đi làm cả ngày nên cố chờ anh cho tới bữa lúc ngồi vào mâm cơm họ nhường nhau không ai chịu ăn thêm bát cuối cùng. Em ăn đi, còn lấy sữa cho con bú. Mến nhất định đề nghị. Em no lắm rồi, anh ăn đi còn lấy sức mà đi làm, kiếm tiền nuôi hai mẹ con chứ. Hạnh phúc giản đơn là thế, họ bên nhau mỗi ngày cho mái nhà nhỏ, từ ngày bố mẹ tự để lại. Họ cố dành dụng, xây được gian chuồng và bắt con lợn giống về nuôi. Mến tranh thủ dọn vườn trồng rau. Cô cắm rào, vây gọn vào một góc nuôi gà cái ao rộng kín bèo tây. Được cô dùng xào vứt hết lên bờ, sau đó bàn với chồng mua ít cá giống về thả. Sau này thỉnh thoảng ngồi câu, cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Khi bé út được 3 tuổi, anh chị gửi nó ở nhà trẻ để hai vợ chồng tiếp tục đi làm. Cuộc đời bắt đầu mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ tuổi. Họ đi làm, mỗi người một việc kiếm tiền. Tự đã mua được chiếc xe đạp mới và sắm quần áo cho con. Những tưởng cuộc sống ngày một khá hơn, ai ngờ tai họa lại ập đến gia đình bé nhỏ khốn khổ ấy. Đó là vào một ngày, anh nhận lời tắm rửa cho bà cụ ở làng bên, đã mất cách đây 4 năm. Con cái của cụ đều khá giả, họ nói rằng sẽ trả anh thêm tiền vì thương hoàn cảnh của vợ chồng tự. Hai người mừng lắm, xong việc này chắc chắn sẽ lại có một món tiền để dành. Đêm ấy cũng như mọi lần, sau khi xong việc anh đứng đợi để nhận tiền của nhà chủ. Bất ngờ, cô con gái của bà cụ kêu lên. Cái kiềng bạc của mẹ đâu rồi? Anh tự tìm lại giúp xem nào. Họ nói ngày bà mất, con gái có đeo cho cụ một cái vòng bạc. Nhưng tại sao? Bây giờ không thấy. Tự lại sỏ găng tay, đưa hết chỗ hài cốt của cụ ra ngoài để tìm. Anh cầm đèn pin, soi từng tí một tại chỗ mình vừa làm việc. Tay lần mò, bới từng đám bùn đất, nhưng vẫn không thấy gì. Đã tới giờ phải cho cụ vào nhà mới Mọi người nói nhiều quá Làm anh cuốn cuồng Run bắn cả chân tay Cô gái vừa nãy lại lên tiếng Anh có cầm của mẹ em không Thì cho chúng em xin lại Lấy của người đã khuất là không tốt đâu Bỗng dưng tự dụng rời chân tay Từng ấy năm Anh chưa bao giờ làm việc gì sai trái Đối với ai Kể cả có người chặt chẽ đòi bớt tiền Anh cũng đồng ý Mặc dù nghèo không có cơm ăn nhưng anh chưa bao giờ tự ý lấy của ai thứ gì dù là nhỏ nhất anh lắp bắp hỏi lại cô gái vòng của cụ là loại như thế nào tôi đã tìm kỹ rồi nhưng không thấy một lần đi làm cho người ở xóm trên tôi có tìm thấy chiếc nhẫn vàng trong quan tài khi đó người nhà mới nhớ ra là chiếc nhẫn ấy đã được chôn cùng người đã khuất nói thật là tôi chưa từng bao giờ làm việc gì sai cả tôi không dám lấy gì của gia đình đâu Lúc này mấy người con cụ mới nhao nhao lên nói Thôi, tới giờ cho bà vào nhà mới rồi Chuyện này để tính sau đi Tự đứng như trời trồng Rét run người giữa đêm tối Xung quanh toàn là mùi hương và mùi bùn đất bốc lên Người vừa nãy quay ra Nói với anh giọng gai gắt Vòng của mẹ tôi là kiềng đặc To hơn cả chiếc đũa Chứ không phải là vòng mắt xích Nên không thể đứt gãy được Tuy trả đáng bao nhiêu tiền Nhưng đó là kỷ vật của mẹ tôi nếu anh cần chúng tôi sẽ cho thêm tiền kia mà tại sao lại làm chuyện đó nói rồi cô ta quay ngoắt đi theo đám người nhà tự lững thững bước lên đường to rồi trở về trong bóng đêm biết là mình bị oan nhưng không làm cách nào để giải thích được khi họ nói chỉ có mình anh nhúng tay vào trong quan tài của bà cụ về tới nhà anh không vào trong mà ngồi ngoài cửa đến sáng vậy là hôm nay không có tiền anh chót hứa với con gái sẽ mua cho nó một hộp phấn màu. Con bé rất thích vẽ, nó ước ao lâu rồi mà mãi làm nên toàn quên. Hôm nay anh nhớ, nhưng người ta lại không trả tiền. Anh buồn, cảm giác cay xè nơi sống mũi. Biết nói với con gái như thế nào đây? Từ lần ấy không có ai muốn thuê anh làm bất cứ việc gì. Họ đều nghĩ vì nghèo mà anh trở nên xấu bụng làm bừa. Lấy cắp cả chiếc vòng bạc của người đã khuất làm điều đó là thất đức không trách được gia đình anh cứ nghèo mãi mà không thể ngóc nổi đầu bé út đi học cũng không yên tụi bạn vào hùa với nhau bốc lá rụng ở sân trường ném vào người nó rồi đồng thanh hô chúng mày ơi nó là con ông ăn trộm vòng bạc trong quan tài đấy nó khóc từ trường về đến nhà rồi hỏi mẹ vẫn nói với con bố là người tốt tại sao ở trường các bạn cứ gọi bố là đồ ăn trộm ạ à? mến vòng tay ôm con nước mắt ứa ra còn trong lòng thì đau nhói từ trước tới nay họ đã khinh tự rồi nhưng thỉnh thoảng còn có người thương cho miếng ăn hoặc manh áo cũ bây giờ họ coi vợ chồng cô không bằng con súc vật họ nói rằng cơm thừa đổ cho con chó ăn nó còn biết trông nhà từ nay không bao giờ muốn cho vợ chồng hắn bất cứ một thứ gì dù bằng móng tay lại người thất đức thì không nên giúp phí công phí của Nghe con bé hỏi mà thương con quá Mến đành nói Các bạn chỉ đùa thôi Lớn lên rồi con sẽ hiểu Bố con vẫn luôn là người tốt mà Đã nghèo Nay anh chị lại càng lâm vào cảnh túng bấn hơn Muốn đi làm thuê Cũng không ai người ta mướn Tất cả dân trong làng ngoài xã Đều nhìn anh chị bằng con mắt khinh thường ghẻ lạnh Đêm đến anh trần chọc vắt óc suy nghĩ Làm cách nào kiếm ra tiền Để cuộc sống bớt đi phần cơ cực Con gái anh mỗi ngày một lớn nó cần được học hành như chúng bạn. Muốn vậy, phải có tiền thì mới cho nó ăn học đến nơi đến chốn được. Anh bàn với vợ, sau đó đem bán lợn, rồi bán gần hết số lúa vừa thu hoạch, đem tiền đi mua con bê giống. Nuôi bò thì chỉ cần bỏ công sức ra thôi, chứ không phải lo tiền mua cám như nuôi lợn. Thức ăn của nó là cỏ tốt ngập ngoài đồng kia rồi. Anh chặt che trong vườn làm chuồng bò, mua chiếc bạt về làm mái sau đó lấy tàu dừa buộc đè lên phía trên thế là đã có chỗ ở che mưa nắng cho chú bê con mến hàng ngày đưa đón con lo việc nhà xong thì cầm liềm ra ngoài đồng cắt cỏ còn anh ngày đi thả bò đêm đến mang dọ xuống bãi giấm cá tôm sáng sớm đi đổ rồi mang ra chợ bán những con cá nhỏ còn khỏe là anh thả xuống ao nhà bảo để nuôi cho nó lớn con bé út càng lớn càng xinh xắn giống mẹ như đúc nó chăm học và rất ngoan anh chị mừng lắm. Vậy là không uổng công, bố mẹ lặn lộn thân cò nuôi nó. Hơn một năm sau kể từ ngày anh dắt chú bê về, nay nó đã lớn phổng phao, thân hình chắc nịch, da dáng con bò trưởng thành. Anh mang bán và được một khoản tiền kha khá. Không ngờ chỉ vất vả một thời gian thôi, chả mất thêm đồng vốn nào mà nay thu được bạc triệu trong tay. Hai vợ chồng anh chị mừng quá, cứ nghĩ mãi đây có phải là sự thật không? rồi hai vợ chồng bảo nhau tát ao. Trước khâu dây vục nhẹ nhàng hai ngày trời thì nước cũng gần cạn. Cá bắt đầu nổi lên từng đàn. Anh bắt dần lên đem bán. Chị đi chợ gần, còn anh đạp xe mang đi bán rong sang xã khác. Cuối cùng hết ao cá, họ lại thu được thêm một ít tiền nữa. Vậy là anh chị đã có nguồn thu không nhỏ. Anh trích một ít tiền đưa cho chị để dành chi tiêu, rồi đem mua hẳn một cặp bê non nuôi tiếp anh mua gạch xây gian chuồng chắc chắn lập ngói hẳn hoi thế là công việc vất vả hơn lại bắt đầu tóc trên đầu anh bắt đầu điểm bạc con út ngày một lớn và học rất giỏi đã không ít lần anh ngồi khuyên bảo con gái đời bố mẹ vất vả lắm rồi cho nên mong làm sao sau này con có cuộc sống tốt hơn muốn được như vậy chỉ còn cách là con phải học thật giỏi chỉ có học giỏi và chăm ngoan con mới thoát khỏi cảnh nghèo như bố mẹ bây giờ con út không hiểu Tại sao học giỏi lại thoát được nghèo Nhưng nó biết chắc chắn một điều Là bố nó nói cái gì cũng rất đúng Cho nên nó càng cố gắng chăm học hơn Cuộc sống vất vả Nhưng tràn đầy yêu thương Cứ thế trôi dần theo năm tháng Ngày hạnh phúc nhất của gia đình nhỏ đã đến Út thì đỗ trường đại học sư phạm Hà Nội Hôm báo điểm Nó ôm um chặt bố mẹ cười hết cỡ Rồi lại khóc Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm Anh tự bắt con gà to ngoài vườn làm thịt Chị đem luộc rồi đặt lên bàn thờ thắp nén hương cúng tổ tiên ông bà. Con bé chắp tay trước bàn thờ ông bà nội. Nó hứa rằng sẽ học thật tốt để không phụ công bố mẹ. Ước mơ của nó sau này sẽ là cô giáo dạy giỏi ở trường làng. Ngày nó nhập trường, chị ôm con gái dặn dò. Ngày nói ở thành phố, người đông lắm. Con phải giữ gìn cẩn thận đấy nhá. Bố mẹ sẽ cố gắng làm để nuôi con cho bằng bạn bằng bè. Út cũng khóc thương bố mẹ vì nó mà vất vả khoác cái túi quần áo đồ dùng lên vai rồi nó ngồi sau xe đạp để bố trở lên ga tàu bạn bè đứa nào cũng được bố hoặc mẹ đưa lên để thu xếp chỗ ở nhưng nó muốn đi một mình nó nói con sẽ ở ký túc xá trong nhà trường bố mẹ ở nhà phải giữ sức khỏe đấy con út đi rồi anh chị buồn ngẩn ngơ mất mấy ngày vì không có điện thoại nên nó hẹn sẽ về nhà vào chủ nhật cuối tháng mới có mấy tuần mà nhìn con gái gầy đi nhưng nó lại có vẻ rắn giỏi hơn trước anh chị lo lắng nói con đừng tiết kiệm quá bị ốm là không có sức để học đâu về nhà con bé vui như đã xa bố mẹ từ lâu lắm nó rắn tay áo vào bếp nấu cơm giúp mẹ buổi chiều nó xuống ao xách nước tưới rau ra ngoài vườn rút rơm cho bò sau đó xúc ngô cho gà ăn vừa làm nó vừa nhảy chân sáo luôn miệng nói chuyện cứ như ngày mai đi rồi sẽ không còn được gần hai người để mà nói nữa bố mẹ nhìn con như vậy thì thấy vui trong lòng chỉ mong sao nó cố gắng học hành còn vất vả bao nhiêu họ cũng có thể làm được tuy đại học sư phạm không phải mất học phí tiền phòng ký túc xá cũng rẻ hơn nhiều so với bên ngoài nhưng đối với gia đình út thì vẫn rất khó khăn đó là tiền ăn hàng ngày tiền mua sắm sách vở dụng cụ học tập đồ dùng sinh hoạt Học được một thời gian, út hỏi bạn bè và đăng ký với nhà trường xin đi làm thêm ở lò bánh mì vào buổi tối. Nhưng nó chỉ được ra khỏi trường từ 17 giờ và phải vào ký túc xá trước 22 giờ 30. Nhiều khi tan học, nó không kịp ăn mà đi làm luôn. Lý do là phải đi bộ một đoạn khá xa. Tới quán, cô chủ thường cho nó hôm thì chiếc bánh mì ngọt, hôm thì cái bánh bao. Vậy là nó đã bớt được khẩu phần ăn bữa tối rồi. Chủ nhật ấy vừa về tới nhà nó đưa cho bố một cái điện thoại và nói Con mua chiếc điện thoại này để bố mẹ tiện liên lạc. Trong đó con đã lưu số của cái hằng bạn con cùng phòng. Nếu có việc gì bố mẹ cứ gọi bạn ấy sẽ nói lại với con. Anh chị kêu lên Đừng nói là con nhịn ăn để mua điện thoại đấy nhá. Bố mẹ không cần đâu. Mỗi tháng con về một lần là được rồi. Có chuyện gì đâu mà phải gọi điện. Út nói là chiếc điện thoại cũ bạn để lại cho rẻ lắm Bố mẹ không phải lo Và nó giấu nhẹm không nói về Chuyện mình đã đi làm thêm ở lò bánh mì Thoát cái Con út đã gần qua học kỳ 1 Hôm ấy nó gọi điền về Nói chuyện với bố mẹ Tháng này con ở lại ôn tập Nghỉ Tết con sẽ về một thể nhé Con đọc địa chỉ Bố mang tiền đến gửi cho con nhé Cái hằng là bạn cùng phòng Mà bố vẫn gọi vào số nó cho con đấy ạ Cái hằng mà con bé nói cách nhà anh chị gần chục cây số. Bốn giờ sáng hôm ấy, anh chị dậy bắt đôi gà, trói chặt rồi xếp vào lồng. Vì bàn tay của chị đi xe đạp đường xa sẽ khó khăn, nên anh dự định mình sẽ lên chợ huyện bán gà, rồi rẽ vào địa chỉ của Hằng để gửi tiền cho con gái. Tháng củ mật, cuối năm lất phất mưa phùn, trời rét căm căm. Anh tự buộc chặt cái lồng gà vào sau xe, rồi đạp nhanh ra đường. Tới ngoài xóm, chợt anh nghe thấy tiếng chó sủa ầm ầm tiếng người kêu oai oái trộm trộm bắt nấy ló bà con ơi anh giật mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng có một bóng đen trong ngõ lao tới đâm sầm vào làm anh ngã vật ra đường đúng lúc ấy ánh đèn pin dọi tới loang loáng cùng với tiếng người hô to nó đây rồi bắt được rồi bóng đen vùng vẫy lùi nhanh xuống bờ ruộng rồi chôn mất hút trong cánh đồng mờ sương chưa nhìn rõ người tự chưa kịp định thần thì đã bị mấy cái đèn pin dọi vào mặt. Sau đó gậy gộc ở đâu phang vào đầu, vào người anh tới tấp. Anh giơ tay lên đỡ thì liền bị một nhát chí mạng. Đau quá, anh hét lên. Mọi người làm gì vậy? Tôi là tự đây. À ah, à, thì ra là tên tự, ăn cắp vòng bạc đây mà. Dù đau đớn thấu tim gan, nhưng anh vẫn cố nói. Tôi đi bán gà của nhà, chứ không ăn cắp cái gì của ai cả. Không tin mọi người cứ xem đi. Mấy cái đèn pin soi vào một chỗ Thì thấy một chiếc lồng đã bị gãy Trong có khoảng gần chục con gà to Bên cạnh là một cái bao Phía trong có tiếng lục sục Một người đàn ông Túm lấy và vạch miệng bao ra rồi thốt lên Đây rồi Toàn là gà thôi Vậy mà còn cãi à Đánh nữa đi cho nó chừa cái thói ăn cắp Trứng chết vẫn không chừa Đi trộm gà để nuôi con học đại học đấy hả Nghe tới câu này Anh không thể nhịn được Cố lấy hết sức mà hét lên. Mọi người nhầm rồi. Kẻ cắp, nó chạy ra vào làm tôi ngã ra. Sau đó nó chuồn ra ngoài cánh đồng kia kìa. Có tiếng cười nhạt. Chuyện dễ nghe nhỉ? Làm gì có thằng kẻ cắp nào nữa? Rõ ràng, bao gà nằm cạnh đây mà còn cãi. Mấy ông, trói vào, rồi lôi hắn ra ngoài ủy ban, cho công an làm việc. Đến nước này, anh không biết phải nói sao. Trời tối không nhìn thấy gì, nhưng mùi tanh của máu bắt đầu thọc vào mũi anh có người nào đó nói rõ to thôi ta mang hết gà về sau đó gọi vợ nó ra mà cõng thằng chồng đúng là loại khố rách áo ôm đói ăn vụng túng làm liều bảo sao mặt đời không ngóc được mặt lên cả làng chú ý nhá từ nay có ai mất thứ gì cứ đến nhà vợ chồng mến tự mà đòi tự nghiến răng đau đớn vết thương bên ngoài đau một thì ruột gan anh đau mười và tiền đâu mà gửi cho con gái bây giờ đây đám người ấy bỏ đi cùng với cái bao và cả lồng gà của nhà anh tự cố hét to lên gà trong lồng là của tôi trả tôi đây đám người ấy vẫn bước đi không ai thèm nghe những lời đau đớn tuyệt vọng của anh tự đứng lên cố nâng chiếc xe đạp lết về nhà thấy chồng mặt mũi bê bết máu chỉ mến hoảng hốt kêu anh bị sao thế này tai nạn à Thế gà đã bán chưa anh không nói được câu nào nước mắt cứ thế chảy xuống má hỏa lẫn vào máu đỏ của máu rơi xuống chiếc áo lang lổ vết thâm chị vội đi lấy khăn lau mặt cho anh ruột gan đau thắt lại anh kể chuyện đầu đuôi và dặn vợ không nên cho con gái biết nhưng bây giờ lấy đâu ra tiền để gửi cho nó cái hằng thì đang ở quê muốn liên lạc với con út cũng không thể được cuối cùng chị quyết định gọi cho hằng sau khi kể chuyện chị nói với bạn của con nhờ cháu gọi ai đó lên trường để báo cho út biết mà khất tiền với cô giáo nhé. Chủ nhật sau cô chú sẽ cố gắng gửi tiền lên. Bữa tối hôm ấy. Bữa tối hôm ấy, anh tự không ăn được cơm vì đau, chị mến cho gạo vào nồi ninh cháo thật nhừ, sau đó múc ra bát để nguội bớt rồi mới bê lên cho anh ăn, miệng lẩm bẩm, không biết những người ấy nghĩ gì, đã đổ oan cho người ta rồi, lại còn lấy luôn cả mấy con gà không phải của mình. Bỗng anh chị giật mình bởi tiếng hỏi lanh lảnh của con bé út ai đã đánh bố của con đến sưng mặt mũi thế này là ai đã lấy gà của bố mẹ anh chị sững sờ nhìn con thì ra nghe bạn nói bố mẹ ở nhà gặp chuyện nên chưa gửi được tiền nó sốt ruột ra tàu mua vé về quê luôn con bé út chạy lao vào ôm bố khóc nức nở nó nghe bạn nói sơ qua nhưng không ngờ bố nó lại bị đau như thế anh tự nhẹ nhàng nói với con không sao con ạ à, người ta đánh nhầm bố thôi vài hôm nữa vết thương lành ngay ấy mà nghe tiếng nói khó khăn của bố vì đôi môi sưng vếu nó cảm thấy ruột gan sôi lên sau khi nghe mẹ kể lại đầu đuôi câu chuyện nó bảo bố mẹ đợi con một chút hai người chưa kịp nói gì thì con bé đã chạy nhanh ra ngoài nó tới thẳng nhà bị mất trộm gà không cần ai mời nó bước thẳng vào trong rồi nói các bác cho cháu xin lại mấy con gà trong lồng đi ạ đó là mồ hôi nước mắt của bố mẹ cháu Bà chủ nhà trợn mắt quát. Gà nào của nhà mày? Vớ vẩn, đúng là đồ ăn cắp, còn đi la làng. Nó nói vẫn lễ phép và nói rõ từng câu. Nhà bác mất trộm, có ai tận mắt nhìn thấy bố cháu vào chuồng bắt gà không? Tại sao không ai tin lời bố của cháu? Mà vô cớ đánh người, sưng hết mặt mày, vỡ cả mồm miệng, bây giờ không ăn uống được. Sau đó lấy luôn cả gà mà bố cháu trên đường mang bán. Nói đến đây, nó bật khóc chủ nhà vẫn không chịu trả gà cho con bé nó quay gót ra về không quên chào một câu chào bác cháu về mồ hôi nước mắt của người khác bác có nuốt cũng không trôi đâu ạ út trở ra rồi bước thật nhanh trong lòng nó trào dâng một nỗi hỗn độn không hiểu tại sao mình lại nói được những lời ấy với bà ta tại sao người với người lại đối xử tàn ác với nhau như thế bố mẹ mình là người hiền lành chất phác dù nghèo chưa bao giờ họ muốn nó làm điều gì sai trái nó không tin cuộc đời lại bất công đến như vậy dứt khoát nó phải học hành đến nơi đến chốn, để sau này bảo vệ được bố mẹ bảo vệ chính bản thân mình về tới nhà út liền nói bố mẹ không phải lo tiền cho con nữa đâu lên đấy con sẽ khất với cô giáo nộp sau cũng được ạ anh tự quay ra nhìn con không khỏi xót xa bò nhà mình cũng tới ngày được bán rồi nhưng họ bảo đến tết mới bắt và lại con bảo gửi ít tiền thôi Thì bố nghĩ bán mấy con gà cũng đủ Hay là con điện xin phép cô Nghỉ một ngày Mai bố gọi người đến bán bò Nhưng con út nhất định không chịu nghỉ một buổi học Nó dặn dò bố mẹ ở nhà phải cẩn thận Cố gắng nghỉ ngơi Cho mau khỏe Sau đó nó vội vàng quay lên trường Tới nơi nó đến thẳng lò bánh mì Nói chuyện với cô chủ Hỏi vay tiền Nghe kể về hoàn cảnh Cô cũng thương nhưng nó chỉ được vay một nửa số tiền đang cần út lấy hết mấy đồng còn lại trong người mang nộp cho lớp trưởng vậy là nó không còn một xu để ăn uống út nhịn đói đi học cả ngày sau đó tới chiều tối đi làm mới ăn chiếc bánh mì tại lò mấy ngày sau đang học thì mắt nó hoa lên rồi không thể ngồi vững để học tiếp lúc bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ biết chuyện cả cô giáo và các bạn mỗi người một ít tiền góp vào đưa cho nó con bé cảm động rơi nước mắt Miệng lắp bắp mãi Mới nói nổi một câu cảm ơn Con gái thì bị đói lả trong lớp Trên trường đại học Ở nhà anh tự vẫn đau khắp mình mẩy Vì những nhát đòn oan trí mạng Mặt mày sưng úp Không ăn uống được Nghe người ta nói Trên chợ huyện có ông thầy lang Bán thuốc xoa bóp hay lắm Thế là chị mến dặn chồng ở yên trong nhà Sáng sớm dậy bắt đôi gà đem bán chỉ mong sao gặp thầy thuốc cho anh mau lành Chị đạp xe đi chậm chậm Hơn một tiếng đồng hồ sau Mới lên tới chợ huyện Sau khi gửi xe ngoài bãi Vừa lễ mễ bê cái giỏ cói vào tới hàng gà vịt Bỗng chị nhìn thấy dáng người quen quen Lão ta đang bán rất nhiều gà Trong đó còn có cả mấy con gà nhà chị Mà hôm trước lão đã cướp từ tay anh tự Lũ gà mà anh chị nuôi từ khi nó mới nở Hàng ngày chăm chút Sáng chiều cho ăn sau gần một năm trời nó bằng từng này thì làm sao mà chị không nhận ra nhưng chị đành im lặng lo bán hai con gà rồi vội đi hỏi tới hàng thuốc vậy là một đôi gà đổi được cái lọ nhỏ bisilin bên trong là thứ nước màu đen xì thầy dặn về xoa so bóp vào chỗ đau ngày hai lần vài hôm sẽ đỡ chị đạp xe về tới làng thì trời đã gần trưa bỗng dưng nghe đâu đó có tiếng thét thúa vọng ra Tiến sư bố cả lò nhà mày, bị đánh thế mà không chừa. Hôm nay lại dám sang vơ hết cả gà lớn bé trong chuồng nhà bà. Thì ra là mụ hàng xóm, bị mất trộm gà, đang khuỳnh tay Bắc loa lên chửi. Vừa thấy chị, mụ ta lao tới chặn xe quát. Đây rồi, tao nói không sai, cái loại trộm cắp quen tay. Vợ chồng mày về bảo nhau, trả ngay gà cho tao. Nếu không, bà móc họng cả lũ sang ngay bây giờ. Mặt chị mến nóng bừng, nhưng chị nghĩ nói nhiều với hạng người như mụ ta chỉ phí lời. Chị nhẹ nhàng nói từng câu một. Chồng tôi bị các người đánh cho thừa sống thiếu chết, đang nằm bẹp dí ở nhà kia. Còn gà ư, ừ, tôi thấy chồng chị đem bán ở trên huyện. Trong đó còn có cả mấy con gà cướp được từ tay ông tự nhà tôi nữa đấy. Tự dưng mụ ngớ người ra rồi nhìn theo chị nói lớn. Đúng là cái loại nghèo kiết xác, chuyên trộm cắp, tưởng tao tin mày chắc. Thế rồi nghe đâu hôm ấy vợ chồng mụ đánh nhau lộn bồng mà không có người can chả ai thấy lão chồng nói gì chỉ có mụ vợ gào đến khản cả cổ vì tiếc của sau đó cả làng đều biết chuyện vậy là vụ trộm gà được sáng tỏ anh tự hoàn toàn vô tội nhưng cả tuần không ai nhìn thấy anh đi làm vì vết thương vẫn còn rất đau té ra lão chồng nát rượu ấy định trộm gà của nhà mang bán khi thấy động mụ vợ dậy hô hoán dân làng đuổi theo khi hắn ta va vào anh tự Rồi ngã lan ra đường Liền chạy xuống bờ ruộng và chuồn rất nhanh Quay lại nhập vào đám đông Sau đó miệng cũng hô hào bắt trộm Và xông vào đánh hôi Chỉ tội nghiệp cho anh tự Gà mất đằng gà mà phải chịu đòn oan Bao ngày mới khỏi Ấy vậy mà chả ai được câu hỏi han xin lỗi Đúng là họ khinh người nghèo thật mà Lại kể chuyện Của gia đình bị mất chiếc vòng bạc Không hiểu sao Mấy năm trở lại đây con cháu trong nhà lục đục hết ốm đau lại làm ăn thua lỗ lúc nào họ cũng nghĩ tất cả là do anh tự đã lấy cắp chiếc vòng bạc của bà cụ cho nên cả nhà họ mới gặp đen đủi mấy bà dâu gái trong nhà đi xem bói lung tung họ bỏ ra khá nhiều tiền để nhờ thầy cúng bái làm lễ một hôm vợ chồng anh tự đang ăn cơm tối thì có người vào nhà muốn nói chuyện việc xảy ra lâu rồi chúng tôi không muốn nhắc lại nữa nhưng hôm nay đến đây muốn anh làm một việc theo yêu cầu của chúng tôi đó là vừa qua gia đình đi xem bói thầy có phán rằng chiếc vòng của mẹ tôi do chính anh đã lấy hôm tắm rửa cho bà cụ hoàn cảnh nghèo túng thế này thì hôm nay chắc chắn chiếc vòng ấy không còn nên thầy có hướng dẫn là chúng tôi sẽ sắm một chiếc vòng bạc bằng hàng mã chủ nhật này là ngày rỗ của bà bà yêu cầu anh đặt chiếc vòng ấy trước bàn thờ nói lời xin lỗi mẹ tôi Tuy hàng mã không đáng bao nhiêu, nhưng anh phải bỏ tiền ra trả thì mới linh nghiệm. Xong việc, chiếc vòng sẽ được đốt để mẹ tôi ở dưới kia nhận được. Anh chị nghe hết sức vô lý, nhưng lại nghĩ là vì người đã khuất thì đành chấp nhận. Chứ bây giờ có cãi cũng không thể được. Hôm đó, anh đến gia đình nhà kia theo yêu cầu của họ. Trước đồng đủ con cháu của bà cụ, hai tay anh bê chiếc đĩa có đặt bên trên một cái vòng làm bằng giấy bạc trắng bóng anh quỳ xuống và khấn theo tờ giấy có sẵn lời của con cháu bà đã biết sau khi xong việc anh bước về nhà trong lòng thanh thản hẳn bão gió rồi cũng phải qua mưa lâu rồi trời cũng phải tạnh và thời gian thì cứ trôi mãi không ngừng một năm vẫn bốn mùa thay nhau kế tiếp cuộc sống ngày càng phát triển xã hội đổi thay đến mức chóng mặt nhưng gia đình anh tự vẫn rất nghèo chăn nuôi làm được bao nhiêu tiền chỉ để dành nuôi con ăn học hàng ngày họ vẫn một màu áo đã bạc và những bước chân lầm lũi hết ra ngoài đồng lại về nhà nhưng cuộc đời không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra mấy hôm nay bỗng dưng cả làng xôn xao vì có một nhóm cán bộ về xem địa lý nơi xóm nhỏ nghe nói họ sẽ mở con đường tắt nối liền hay quốc lộ lớn trong đó có đoạn đi qua ngôi làng này và một điều quá bất ngờ đã đến vài gia đình vườn đất nằm trong quy hoạch sẽ trở nên có giá trị trong đó có toàn bộ khu vườn nhà anh tự cán bộ nhà nước làm việc với từng gia đình họ sẽ được đền bù theo tiền theo mét vuông và nhà cửa cây cối cũng được tính theo giá trị sau đó được cấp một đám đất khác để làm nhà hai vợ chồng anh nhìn số tiền mà không dám tin đây là sự thật mấy ngày đầu họ còn không dám ngủ và ăn không biết ngon sự việc quá bất ngờ khiến cho tâm lý họ bị xáo trộn thật sự anh chị mua nguyên vật liệu thuê thợ làm một ngôi nhà vừa đủ khang trang sắm sửa một số tiện nghi cần thiết cả hai bàn với con út là mua cho nó một cái xe máy đẹp nhưng nó không đồng ý hiện nay con vẫn còn học nên chưa cần đến xe con có ý kiến thế này nên mua một chiếc để bố đi đâu chở mẹ đi cùng bố mẹ để một ít chi tiêu còn lại gửi tất cả vào tiết kiệm hai người đã vất vả rồi bây giờ nên hưởng thụ một chút sau này ra trường đi làm có lương con sẽ mua xe xong bây giờ tuy đã là người có tiền nhưng vốn lao động tay chân quen rồi nên anh chị ngồi nhàn rỗi không chịu được cánh đồng bãi bỏ cỏ ngày nào nay đã được quy hoạch thành lập công ty nên anh không nuôi bò nữa khoa học ngày càng phát triển người chết sẽ được hỏa thiêu sau đó chỉ đem cho hoặc cốt về đặt vào phần mộ việc bốc mả cải táng đã không còn Vừa rồi xã có tổ chức quy hoạch lại khu nghĩa trang cho gọn. Cán bộ thôn huy động ai có khả năng lao động, làm việc thì đăng ký. Anh không ngần ngại mà sung phong ghi tên đầu tiên. Khu cánh đồng gần nghĩa địa được quay gọn một chỗ. Những xe ben chuyển gạch cát và xi măng đổ ào ào. Anh cùng với những người đàn ông khác đào móng để thợ xây làm việc. Dự định sẽ quay tường bao cao vừa phải cho gọn từng khu. Hôm ấy anh vừa cúi xuống dùng tay bê tảng đất vứt lên trên. Khi nó vỡ làm đôi, liền bật ra một vật gì đó hình tròn, nhìn giống chiếc vòng to bằng miệng cái bát tô đen xì. Như có linh tính, anh quay lại, nhặt vật đó đưa lên nhìn. Mọi người xuống và hỏi, cái gì đấy? Vớ được của quý là sẽ giàu to. Anh quay người rửa vật ấy trong vũng nước đục ngầu, một người lại nhắc, cho vào cái lưỡi móng, cạo đi xem là cái gì. Hay là vòng vàng cũng nên anh đưa vật ấy cọ vào lưỡi mai. Sau lớp gì đen xì, bật ra, bỗng hiện rõ một vệt trắng, chợt anh thốt lên, một cái kiềng bằng bạc. Tất cả đám đông đều nhìn anh, như không giữ được bình tĩnh, anh lại nói to. Mọi người ơi, là cái vòng bạc, cái vòng kiềng bằng bạc. Anh ngẩng cao lên, định thần nhìn lại, đúng chỗ này đây, đúng là chỗ này rồi, anh chạy lên bờ hô to. Tôi được minh oan rồi bà con ơi, cái kiềng bằng bạc đây rồi bỗng dưng nước mắt anh trào ra rơi xuống đôi gò má đen dám nắng lấm tấm những vết bùn đất tất cả ai nấy đều ngừng tay ngẩng lên tròn mắt nhìn anh không chớp anh tự bước thật nhanh đến bên tổ trưởng rồi nói tôi xin phép nghỉ hôm nay nhé gần nửa ngày coi như không chống công cho tôi cũng được tôi phải về nhà có việc gấp nói đoạn anh bước lên bờ và chạy như bay về nhà anh lấy điện thoại gọi ngay cho con gái nhưng chắc đang trong giờ học nên nó không nghe anh vội vàng gọi chị đi đi với anh sang bên này nói chuyện mau lên anh bảo vợ ngồi lên đằng sau rồi đạp xe một mạch sang gia đình nhà bà cụ năm nào chị mến ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì tới nhà con trai bà cụ anh không kịp chào hỏi gì mà nói luôn tôi nhặt được vật này tại chỗ làm bên lạch nước gần bãi tha ma đúng chỗ mấy năm trước tắm rửa cho bà cụ gia đình xem giúp có phải chiếc vòng bạc của cụ nhà không? Hai vợ chồng nhà chủ giật mình nhìn cái túi ni lông trên tay anh. Bên trong có vật gì đen xì, hình tròn, đường kính khoảng gần găng tay. Anh nói linh tinh cái gì thế? Thứ đen đuổi bẩn thỉu kia mà là vòng của mẹ tôi à? Nhưng anh tự vẫn một mực khẳng định đây là cái vòng bạc. Anh chị mang rửa sạch đi rồi sẽ thấy. Chị vợ chìa tay cầm vật đó ra vòi nước. Hì hục một lát sau thì trở vào nói. Chưa được sạch lắm nhưng nó đúng là cái kiềng bạc thật chỉ chưa biết có phải của bà hay không họ gọi anh em về chiếc vòng lẫn trong bùn đất bấy lâu đã mất màu của bạc nhưng kiểu cách chỗ giáp hai đầu nối của vòng thì không lẫn ở đâu được họ xác định đây đúng là chiếc vòng mà cụ bà đã được các con đeo lúc gần ra đi vậy là nỗi oan khuất bao năm cũng được hóa giải mấy người con của cụ nhìn nhau rồi ông anh cả cũng thay mặt các em nói lời xin lỗi với anh mong anh chị và cháu bỏ qua cho bấy lâu nay gia đình nghĩ oan cho anh tự chúng tôi thành thật xin lỗi cô con gái của bà cụ năm nào tranh chua bây giờ im bặt cấm thấy ho he gì anh tự toan về thì bỗng chị mến bất ngờ lên tiếng năm ấy nhà em cũng làm phúc mà phải chịu tội đã bị đổ tiếng oan lại còn không được trả công một đồng nào họ lại đưa mắt nhìn nhau liệu có phải vì thế mà suốt mấy năm qua con cháu nhà cụ làm ăn cứ lục đục mãi không chợt ông anh cả hỏi lâu rồi nên chúng tôi không nhớ rồi gia đình sẽ hoàn lại số tiền công của anh năm đó mong được anh chị bỏ quá cho chào họ ra về anh chị vừa tới ngoài ngõ thì gặp lão chức hai chân lão đi hình xoắn quẩy miệng phả ra toàn mùi rượu nồng nặc tiếng của lão rè như đài gần hết điện cô mến đi đâu về đấy cả chú tự nữa chào bác ạ em đi có chút việc. Lão chức là con trai của mụ đàn bà, năm xưa đã đánh tử trong vườn chuối. Vết sẹo ở cái môi của anh vẫn còn tều lên, như thể nhắc cho anh không được quên chuyện này. Sau cái lần ấy, nhà mụ vẫn bị mất chuối liên tục. Cay cú, vợ chồng mụ rình và bắt được chính thằng con trai của mình, chặt trộm đem bán. Nhìn dáng vẻ của lão, mến thấy đáng thương hơn là đáng trách. Ngày trẻ sống chơi bời, xa đọa Bây giờ tiểu tụy thành con sâu rượu Kiểu đi kia Có lúc say đâm đầu xuống ao mà chết Lúc nào không ai biết Đúng là con người ta thật kỳ lạ Cứ thích tự hủy hoại bản thân mình Mà không hề thương tiếc Cho tới khi cận kề với cái chết rồi Có hối hận thì cũng đã quá muộn Dân làng không ai dám nói Anh tự là người ăn cắp nữa Từ vụ hai bó rau cải Đến lũ giặc dở trong làng Đổ vạ cho anh bới trộm khoai Vụ gặm mấy miếng chuối đang thối dở của chuột rồi chuyện cái vòng bạc chuyện cái bao gà ngày ấy tất cả đã qua lâu rồi không cần ai nói giải bày biện hộ anh chỉ cần trong lòng nhẹ nhõm là được cả cuộc đời lam lũ khổ đau nay tuổi xế chiều chỉ mong thanh thản an bình một chút mọi chuyện rồi cũng qua đi theo thời gian nỗi uất ức căm hận đã không còn nhưng vết sẹo trong lòng thì khó có thể mờ ngay được anh chị sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau trong ngôi nhà khang trang Đứa con gái rượu chăm ngoan, sắp trở thành cô giáo rồi. Mọi người không còn nhìn anh bằng đầu con mày, cuối con mắt nữa. Mà thay vào đó là cả một sự ngưỡng mộ thán phục. Anh chị thì vẫn thế thôi, giản dị, mộc mạc. Và một điều đặc biệt nữa là vẫn rất chịu khó làm việc. Sau bữa cơm chiều, hai anh chị đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Bỗng chuông điện thoại của anh reo lên. Là con út gọi. Nó đã tốt nghiệp xong, nhưng vẫn ở lại Hà Nội, đi làm thêm ít thời gian để kiếm tiền. Vừa nhìn thấy anh, nó liền hỏi, con chào bố, mẹ con đâu rồi ạ? Anh gọi chị tới ngồi bên rồi hỏi, mẹ con đây, thế có chuyện gì? Con có tin buồn muốn thông báo ạ? Không khí căng thẳng lại bắt đầu lên lỏi trong căn phòng. Chợt tiếng nó cười khanh khách, con chúc mừng bố mẹ. Điểm tốt nghiệp của con gái hai người đạt loại giỏi ạ. Anh mừng quá, không nói được gì. Chị thì cười nhưng nước mắt cứ rơi lã trã. Con gái họ đã trưởng thành. Vậy là không uổng công, bao năm bố mẹ lặn lội sương gió. Từ nay, hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn trong gia đình họ. Sóng gió cuộc đời đã qua đi. Tuổi gần 60, tóc đã nhuốm đủ màu của sương gió. Những nỗi oan khuất đến bây giờ đã được phơi bày sáng tỏ. Anh tự thắp nén hương lên bàn thờ, bàn tay chắp trước ngực. Chúng con cảm ơn ông bà, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn cuộc đời. Rồi anh quay vào chiếc điện thoại chị mến đang cầm, chờ tiếng con út nói to, "Con cảm ơn bố mẹ ạ." À. "Bố mẹ cũng cảm ơn con gái nhé." Và cả gia đình họ cùng cười, nụ cười thật hạnh phúc.